Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7. Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Ở buổi chiều ngày hôm nay, em xin phép được quay và giới thiệu review đến anh em một chiếc EQ. Chiếc EQ này chính là EQ Victor CA50 trong lô mà buổi sáng em có báo hàng về. Thì chiếc quay này em xin báo luôn giá cho anh em, giá đầu tiên trong video, giá rất đẹp, chỉ có 4 triệu chiếc EQ này thôi. Một số bác sẽ hỏi tại sao lại bán rẻ thế, thì em cũng xin phép được nói luôn vào vấn đề luôn để anh em nào mà có nhã ý thì còn tiếp tục xem video để mình chung kết và chốt với nhau. Còn nếu anh em nào mà không có nhã ý với con này thì có thể là rời khỏi video của em luôn cho nó nhanh, đỡ mất thời gian của quý vị các bạn, bởi vì thời gian là vàng là ngọc với toàn bộ anh em mà. Thì con EQI Victor CA50 này, đây này, nó bị này. Đấy, nó bị một vết này, hai vết này, và một vài cái điểm nhỏ nhỏ này. Đấy, một vài cái điểm nhỏ nhỏ, rỗ rỗ này, nhỏ nhỏ. Đấy, mình phải dí sát mắt vào, zoom lên thì anh em mới nhìn thấy. Đấy, nói chung là tổng thể cái mặt của nó sẽ không đẹp bằng những sản phẩm khác một chút xíu thôi. Nhưng mà sản phẩm này ruột gan bên trong và tất cả các chức năng của nó thì em đảm bảo với anh em là nó hoạt động ok. Độ zin của nó là hoàn hảo, chất lượng âm thanh là ok, không phải suy nghĩ, đúng như bản chất của cái sản phẩm này mà nhà sản xuất đã sản xuất ra. Chiếc EQ Victor CA50 này được sản xuất vào những thập niên là 1979. Đấy, đến bây giờ nó cũng quá lâu rồi. Và đây, đây là sau khi cái nắp. Đây, cái nắp này anh em nhìn cái nắp này cũng rất đẹp, không xước xát gì. Đấy, và đây là phần ruột gan bên trong của sản phẩm. Đỉnh của sản phẩm này. Cái dòng CA50 là cái mặt của nó phay xước như này nhá, chứ không phải là nó bị làm sao đâu anh em nhá. Đấy, anh em nào mới thì sẽ không sẽ hỏi là tại sao mặt nó hơi xước xước như này, nhưng mà bởi vì nó là chất bãi nên là nó còn nguyên cái màu xước như này. Đấy, đấy là mình quay sát vào như thế. Còn khi mình quay xa ra như này một chút mình sẽ không nhìn thấy rồi. Tầm này sẽ không nhìn thấy nào. Đó. Con này được thiết kế với mặt phay nhôm màu trắng. Chiều rộng của nó là khổ 42, vừa cho tất cả các dòng Pioneer, ví dụ như 7800 mắc đôi, 8800 mắc đôi và 8900 rất nhiều, 7600. Đấy. Chiều cao của nó là 15 cm, cả chân của nó là 16,2. Và đây là phần ruột gan bên trong của sản phẩm. Đó. Em cam kết với anh em là zin tuyệt đối. Không phải vì em bán rẻ 4 triệu mà là sản phẩm này có lỗi và vấn đề gì đó nhá. Máy móc hoạt động ok, em đảm bảo với anh em là zin 100%. Đó. Đây là tụ nguồn, tụ nguồn kép để bù áp. Còn đây là nguồn của nó. Dòng này sản xuất ra với giá xuất xưởng của nó là 49,8 nghìn yên. Với cái giá trị tại thời điểm đó thì nó không khác gì, nó chỉ thua con 7800 mắc đôi một tí tiền thôi. Công suất của con này là 17W, sử dụng điện 100V. Mã số seri của con này là đây, 08 đuôi cuối này, anh em nhìn thấy chưa? Đó, rất đẹp, rất đẹp luôn. Đằng sau còn rất đẹp. Đấy, chê mỗi cái mặt một chút xíu thôi. Đấy, độ zin của nó là tuyệt đối luôn. Con này nặng là 6,6 kg anh em nhé. Cái giá 4 triệu này không bao gồm tiền cước. Còn tiền cước để vận chuyển con này đi ship đi toàn bộ khu vực trong nước thì là nó sẽ rơi vào khoảng chừng tầm 100 đến 101 gì đó. Bởi vì với cái cân nặng là 6,6 kg, cộng với đóng gói vào nữa nó rơi vào chừng tầm hơn 8 kg một chút. Đấy, và tính độ cồng kềnh thì con này sẽ rơi vào khoảng chừng tầm 101 tiền cước. Đó. Còn anh em nào mua mà chung kết bên em thì em có thể bao cước cho anh em với giá là 4,1 triệu là bao cước. Chiếc EQ này được thiết kế với số cần gạt của nó là đây, 2, 4, 6, 8, 10. Đấy, 10 cần gạt một vế. Và cần gạt này là cần gạt kép, cần gạt này cần gạt bi. Với giải tần của nó rất rộng, âm trừ 12 và cộng trừ 12. Đấy. Giải tần sâu nhất của con này là 32 Hz, tương đương với giải tần siêu trầm. Những giải tần ở giữa này là những giải tần của giải trung rồi, không nói đến, nhiều con nào nó cũng có những cái giải tần hết. Mình quan tâm đến giải tần đầu và giải tần cuối. Thì con này giải tần âm trầm của nó sâu nhất là 32 Hz. Và lên cao nhất của con này nó được chia ra một nấc thang rất đáng để mà chơi. Có nghĩa là chiều cao của cái giải tần siêu tép của nó là cái giải cuối cùng này này.
thì nó chia ra được là từ 12, 16 và 20 hp và mình có quyền được lựa chọn nhá. Có quyền được lựa chọn. Đấy, mình gạt cái này lên bằng này, gạt cái này lên bằng này thì là giải tần của nó sẽ đi ra giải đây. Với giải 20 hp là giải 20.000 hp là giải siêu siêu của tép. Mà không phải con quai nào cũng làm được cái giải này đâu nhá. Còn 16.000 hp là mấy con technique, ví dụ như là 8045, 8055. Đấy, những con đấy là đang giải tần lên bằng này. Victoria đấy 12.000 hp thì là nó rơi vào những cái con mà giải tần nó thấp hơn một chút. Còn 20.000 hp thì phải rơi vào những cái con mà ví dụ như là Victoria 80 đấy thì mới có những CA 70 thì mới có những cái giải dần siêu sâu như này. Nút này là nút qua quai và không qua quai. Đây là các cổng tín hiệu vào, nó có tổng là 3 cổng tín hiệu vào và 3 đường tín hiệu ra. Nếu anh em mình gạt cái cổng rec này thì nó ra được 3 cổng nha.